Trận chung kết của Premier League đó là những gì người ta dùng để miêu tả về cuộc thư hùng giữa Man City và Arsenal dạng sáng mai. Ở đó thất bại hay thậm chí là một trận hòa cũng có thể khiến cho mọi nỗ lực của pháo thủ đổ xuống sông xuống biển. Và kể cả điều đó xảy ra, đây có thể coi là một giải thành công của Arsenal hay không? Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về những nhận định đó với The Locker Room ngày hôm nay. Đây là bình luận viên Anh Quân, xin gửi lời chào đến các khán giả. Kể từ lần gần nhất đăng quang trước vô địch, Arsenal đã nếm trải đủ cay đắng ngọt bùi, nhưng phần nhiều là cay đắng hơn cả, đặc biệt ở ngoại hạng Anh. Đã từng có những thời điểm họ chỉ cán đích ở vị trí thứ 8, nhưng không thể giành quyền tham dự cúp châu Âu. Nhưng đi qua những ngày mưa, pháo thủ mới biết trân quý hơn những gì họ đang xây dựng được với một màn lột xác ấn tượng trong mùa giải năm nay cùng Mikel Arteta. Không biết có phải do cái bóng của mùa giải bất bại quá lớn hay không, nhưng trong suốt 19 năm qua, Arsenal chưa bao giờ nếm trải được hương vị của chức vô địch, chứ đừng nói đến việc tái hiện chiến tích hào hùng của những bậc tiền bối. Dưới triều đại của nhà cầm quân huyền thoại Arsene Wenger trong suốt 14 năm sau đó, thành tích cao nhất mà pháo thủ đạt được cũng chỉ là cán đích ở vị trí thứ hai ở các mùa giải 2004-2005 và 2015-2016, còn điểm số cao nhất mà họ có được cũng chỉ là 8 bàn ở các mùa 2004-2005 và 2007-2008. Còn nhớ chiến dịch năm 2015-2016 khi hàng loạt các đại gia đều có những bất ổn của riêng mình, thì một Arsenal ổn định đổi lên như một ứng viên vô địch. Đã từng có thời điểm đoàn quân của Arsene Wenger giật lấy vị trí thứ nhất từ tay của chú ngựa Ole Gunnar, song chuỗi phong độ thiếu ổn định trong giai đoạn cuối mùa đã khiến họ hụt hơi và ngậm ngùi nhìn bầy cáo viết lên hành trình cổ tích. Trong những mùa giải cuối cùng tại Emirates, việc những nhà cầm quân đại tài như Jurgen Klopp hay Pep Guardiola cập bến ngoại ngành khiến Arsene Wenger thất thế, bằng chứng là việc ngồi ngoài top 4 ở mùa giải 2016-2017 và 2017-2018. Tất nhiên những cải cách là điều chắc chắn phải xảy ra và Unai Emery được chỉ định ngồi vào chiếc ghế nóng mà giáo sư để lại. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng chẳng thể giúp Arsenal tìm lại chiếc vé tham dự Champions League. Ở mùa giải sau đó, phong độ tệ hại đầu mùa khiến Arsenal rơi tự do xuống giữa bảng xếp hạng, còn Unai Emery cũng bị đánh bật khỏi vai trò thuyền trưởng. Cuối cùng, Arsenal kết thúc mùa giải 2019-2020 ở vị trí thứ 8 với chỉ 56 điểm, thành tích tệ nhất trong suốt 20 năm qua. Mùa giải hoàn chỉnh đầu tiên của Mikel Arteta tại Emirates cũng tương đối rồng bão. Việc tiếp tục xếp thứ 8 tại ngoại hạng Anh đã khiến Arteta nhiều lần hứng chịu sự phẫn nộ từ chính các cổ động viên đội nhà. Tuy nhiên, ông dần cho thấy sự kiên nhẫn của ban lãnh đạo đội bóng đã được đặt đúng chỗ. Mặc dù vẫn thiếu đi một chút bản lĩnh ở mùa giải 2021-2022 trong cuộc đua giành chiếc vé đặt chân lên chuyến tàu Champions League, song những màn trình diễn của dàn sao trẻ trong đội hình và một triết lý lối chơi đã được định hình rõ ràng chính là một tín hiệu cho sự trở lại của đội bóng Bắc London. Quả thật, các học trò của Mikel Arteta đã thực sự lột xác trong mùa giải năm nay. Không chỉ hoàn thành mục tiêu trở lại đấu trường Champions League, Arsenal còn đang là một trong hai ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch. Trên lý thuyết, đội chủ sân Emirates hoàn toàn có thể đòi lại quyền tự quyết trong chuyến làm khách đến sân Etihad đêm nay. Arsenal chưa từng giành chức vô địch Premier League kể từ mùa giải thần thánh của họ, nhưng trong tập thể của họ vẫn có những cá nhân từng đăng quang với các đội bóng khác, cặp đôi Zinchenko và Gabriel Jesus chẳng hạn. Bởi đó là hai cái tên duy nhất từng nếm trải hương vị ngọt ngào. Rạng sáng mai cả hai sẽ phải chơi với 200% sức lực nhằm giúp đội bóng trở lại thế thượng phong trong cuộc đua vô địch, đồng thời giúp chính bản thân mình nếm trải cảm giác ngọt ngào ấy thêm một lần nữa. Chắc chắn những cái tên đầu tiên cần phải được nhắc đến khi nói tới DNA vô địch trong màu áo Arsenal lúc này chính là những cựu binh của Man City bao gồm Gabriel Jesus cùng với Oleksandr Zinchenko. Trong màu áo của nửa xanh thành Manchester thì Gabriel Jesus đã có hơn 20 danh hiệu lớn nhỏ khác nhau ở đấu trường quốc nội. Bên cạnh đó thì tiền đạo người Brazil cũng đang có cho mình một thành tích vô cùng ấn tượng, đó là khi anh vẫn bất bại trong tất cả các trận đấu mà anh ghi bàn ở Premier League. Jesus cũng đóng vai trò không hề nhỏ trong cả 4 lần lên ngôi tại Premier League cùng Man City khi anh luôn có ít nhất 28 trận đấu ở Premier League mỗi mùa và góp dấu giày vào ít nhất 10 bàn thắng. Số 9 của pháo thủ đã lập công trong 52 trận đấu ở cả màu áo Man City lẫn Arsenal và giành được tới 49 chiến thắng trong những trận đấu đó. Ngay trong mùa giải đầu tiên ở sân Emirates thì chính Jesus cũng đã thể hiện được tầm quan trọng trong đội hình cũng như cách vận hành của Mikel Arteta. Bên cạnh Jesus thì Zinchenko cũng đã có tới 4 lần lên ngôi ở Premier League cùng với Man City và cũng là một trong những gương mặt mang trong mình tố chất thủ lĩnh bậc nhất trong đội hình của pháo thủ lúc này. Chúng ta đã không ít lần thấy được hình ảnh của một ngôi sao luôn hò hét thúc giục đồng đội trong những thời điểm khó khăn nhất, hay cùng với đó là niềm vui sướng vỡ òa dù đây mới chỉ là mùa giải đầu tiên của Zinchenko tại Emirates. Cả Zinchenko lẫn Jesus đều đã biết cách khẳng định được vị thế của mình ngay trong mùa giải đầu tiên ở Arsenal và chính họ giờ đây cũng đang là một trong những niềm hy vọng lớn nhất trước thềm trận đấu với Man City. Đó cũng chính là hai cái tên duy nhất trong đội hình Arsenal lúc này từng đứng trên đỉnh cao của bóng đá Anh.
nhưng có một điều mà cả Jesus lẫn Zinchenko đều chưa có được trong màu áo Man City, đó chính là ngôi vương ở Champions League, điều mà Jorginho đã có được cùng với Chelsea. Chính Jorginho cũng từng đóng vai trò quan trọng trong đội hình của The Blue lên đỉnh châu Âu thời điểm đó, nên chắc chắn anh hiểu rõ một câu lạc bộ sẽ phải đối mặt với những khó khăn gì để có thể vươn tới đỉnh cao. Đến với sân Emirates mùa đông vừa qua, dù không thể đóng vai trò là một kép chính, nhưng tiền vệ người Ý có thể được xem là phương án xoay tua vô cùng hiệu quả dành cho pháo thủ khi cần thiết. Sự điềm tĩnh của cựu vô địch châu Âu cùng với Euro có thể cũng sẽ là một yếu tố vô cùng quan trọng đối với Arsenal trong chặng cuối mùa giải năm nay. Ngoài ra, hạt nhân trong lối chơi của pháo thủ là Thomas Partey cũng là một cái tên từng có cho mình kinh nghiệm trong những cuộc đua đường dài với chức vô địch La Liga mùa giải 2021. Do đó, dù đang tạo dựng nên thành công nhờ vào nền móng của những tài năng trẻ, thì chắc chắn kinh nghiệm cùng bản lĩnh của những gương mặt kể trên cũng sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong hy vọng của pháo thủ ở những vòng đấu cuối cùng này. Điều người ta lo ngại nhất khi Arsenal chạy đua chức vô địch chính là yếu tố bản lĩnh của họ. Một tập thể với nhiều người trẻ, một vài trong số họ từng vấp ngã, nhưng có vẻ nó không giúp ích quá nhiều về mặt kinh nghiệm khi họ bắt đầu gặp khó. Và đại đa số họ chưa từng một lần đứng trên đỉnh Premier League để nâng cao chiếc cúp bạc. Khao khát là thứ họ có thừa, nhưng kinh nghiệm đua đường trường lại là thứ Arsenal đang thiếu trong giai đoạn này. Tất nhiên, ngoài những nhà vô địch trong đội hình, Arsenal chẳng thiếu những chàng trai trẻ chưa thể có cho mình trải nghiệm đặc biệt này. Bukayo Saka là một trường hợp điển hình như vậy. Sao trẻ người Anh trưởng thành từ học viện Howden của Arsenal và sự nghiệp của cầu thủ này cho đến thời điểm hiện tại chỉ gắn bó duy nhất với đội chủ sân Emirates. Thực tế, Saka đã cùng pháo thủ vô địch FA Cup mùa giải 2019-2020, nhưng với tư cách của một cầu thủ trên băng ghế dự bị, trải nghiệm dành cho cầu thủ sinh năm 2001 là chưa quá rõ ràng. Giống như Saka, Smith Rowe cũng là tài năng từ lò đào tạo trẻ của đội bóng này. Tuy nhiên, Smith Rowe không có cho mình con đường bằng phẳng như người đồng đội cùng trang lứa. Cầu thủ sinh năm 2000 được đem đi cho mượn ở RB Leipzig, rồi đến Huddersfield Town trước khi trở về mái nhà Emirates vào mùa giải 2020-2021. Tất nhiên, trong màu áo của hai đội bóng được cho mượn, Rowe cũng không đạt được thành tựu nào đáng kể. Cặp bài chung với Saka, Gabriel Martinelli là trường hợp tương tự. Tiền đạo người Brazil với xuất phát điểm là một cầu thủ futsal, sau đó chuyển sang thi đấu trên sân cỏ và chơi cho câu lạc bộ Ituano vào năm 2015. Đến mùa 2019-2020, Martinelli đến với Arsenal và gắn bó từ đó cho đến nay. Trải nghiệm vô địch với Martinelli tất nhiên là con số không tròn trĩnh. Một trong những trụ cột của hàng phòng ngự Arsenal lúc này không có được những kinh nghiệm quý giá để đua vô địch là William Saliba. Năm 2016, trung vệ này bắt đầu chơi cho câu lạc bộ Xanh Nghê Chiền và đến với pháo thủ vào mùa 2019-2020. Quãng thời gian sau đó, cầu thủ người Pháp được đem cho mượn tới 3 lần từ chính Xanh Nghê Chiền, Nice rồi đến Marseille. Trong màu áo của những đội bóng này, Saliba gây ấn tượng với khả năng của bản thân nhưng không thể giành bất kỳ một danh hiệu nào. Anh quay trở về Arsenal và trở thành trụ cột nơi hàng phòng ngự pháo thủ ở mùa giải năm nay. Aaron Ramsdale thậm chí có một tiểu sử còn khiến nhiều đội bóng thấy không có cảm tình. Anh được biết đến với biệt danh chuyên gia xuống hạng. Mùa 2017-2018, thủ thành người Anh chơi cho Chesterfield và câu lạc bộ này lập tức xuống hạng. Mùa 2019-2020, anh đến Bournemouth và một lần nữa xuống hạng cùng đội bóng này. Đến mùa 2020-2021, Ramsdale có mặt trong đội hình của Sheffield United và như một thói quen, đội bóng này ngay lập tức bị bật bãi khỏi Premier League. Tuy nhiên, thủ môn người Anh chưa không hề tồi và đó là lý do khiến ban lãnh đạo của pháo thủ phải chi tới 30 triệu bảng để đưa anh về sân Emirates. Có thể thấy rằng ngoài Smith Rowe đang không có được phong độ tốt thì những cầu thủ còn lại đều là trụ cột quan trọng của Arsenal ở thời điểm này. Và việc thiếu kinh nghiệm trong những thời khắc quan trọng là điều khó thể tránh khỏi, như là tình huống Saka sút hỏng phạt đền trong trận đấu gặp West Ham hay Ramsdale mắc sai lầm dẫn tới bàn thắng của Southampton. Kiến trúc sư trưởng tài ba của đội bóng Mikel Arteta cũng từng trải qua những cảm giác tương tự khi còn làm cầu thủ. Ông đến Arsenal đúng vào giai đoạn khó khăn giúp đội bóng vô địch FA và siêu cúp Anh. Còn trên cương vị huấn luyện viên, đây mới là lần đầu tiên ông trực tiếp chỉ đạo để chiến đấu với một đội quân tinh nhuệ với chiến tướng Pep Guardiola trong cuộc đua đến với chức vô địch. Khi còn là cầu thủ, Mikel Arteta đã gia nhập Arsenal vào kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2011 từ Everton. Anh có màn ra mắt pháo thủ trong trận thắng 1-0 trên sân nhà trước Swansea City và ghi bàn đầu tiên cho Arsenal tại giải Ngoại Anh trong trận thua 3-4 trước Blackburn Rovers tại Ewood Park. Sau sự ra đi của thủ quân Robin van Persie, Arteta được tín nhiệm trở thành đội phó của Arsenal ở mùa giải 2012-2013. Mùa giải năm đó, Arteta đã đeo băng đội trưởng trong trận chung kết FA Cup tại Wembley và dẫn dắt đội giành chiến thắng 3-2 trước Hull City, qua đó có được danh hiệu lớn đầu tiên ở môi trường bóng đá Anh. Arteta chính thức trở thành đội trưởng mới của Arsenal ngay trước thềm mùa giải 2014-2015. Anh giành được chiếc cúp đầu tiên với tư cách đội trưởng chính thức khi chơi trọn 90 phút giúp Arsenal đánh bại Man City 3-0 ở siêu cúp Anh 2014. Trận cuối cùng của Arteta cho Arsenal là vào ngày cuối mùa 2015-2016.
cựu cầu thủ người Tây Ban Nha vào sân từ ghế dự bị và buộc thủ môn Mark Burn của Aston Villa phản lưới nhà sau khi cú sút của anh đập trúng xà ngang. Anh đã nhận được sự tri ân nhiệt liệt từ đám đông khi trận đấu khép lại. Sau đó Arteta đã giải nghệ và bắt đầu đi theo con đường huấn luyện viên chuyên nghiệp. Tổng cộng trong 5 mùa giải khoác áo Arsenal, trải qua 150 trận đấu trên tất cả đấu trường, Mikel Arteta đã có được 16 bàn thắng cùng 11 tình huống kiến tạo. Cùng với đó, cựu tiền vệ người Tây Ban Nha đã cùng pháo thủ giành được 2 siêu cúp Anh cũng như 2 lần lên ngôi tại FA Cup. Tháng 12 năm 2019, Arteta đã được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng tại câu lạc bộ cũ Arsenal, ký bản hợp đồng đến năm 2023 sau quãng thời gian làm trợ lý cho Pep Guardiola tại Man City. Mùa giải 2019-2020, Arteta trên cương vị mới đã cùng Arsenal có được thành công bước đầu khi giành chiến thắng trong trận chung kết FA Cup với tỷ số 2-1 trước Chelsea để lên ngôi vô địch lần thứ 14, biến Arteta thành người đầu tiên đoạt FA Cup trên cả tư cách cầu thủ lẫn huấn luyện viên của Arsenal. Ngay sau đó, Arteta giành danh hiệu thứ 2 trên cương vị thuyền trưởng của Arsenal sau khi pháo thủ đánh bại Liverpool 5-4 trên chấm luân lưu ở siêu cúp Anh. Arteta khởi đầu mãn nguyện sau khi thế chỗ Unai Emery với 2 danh hiệu, nhưng sang mùa tiếp theo, pháo thủ thua Villarreal ở bán kết Europa League và chỉ cán đích thứ 8 tại giải Ngoại hạng Anh. Mùa 2021-2022, Arsenal thi đấu phập phù và mất vé dự Champions League vào tay Tottenham ở những vòng cuối. Tại Ngoại hạng Anh mùa này, Arsenal của Arteta đã trải qua những giây phút thăng hoa nhất từ khi chiến lược gia 41 tuổi lên nắm quyền. Đội chủ sân Emirates dẫn đầu trên bảng xếp hạng phần lớn thời gian của mùa giải và đang cạnh tranh sòng phẳng cho chức vô địch cùng Man City, mặc cho phong độ gần đây đang có phần suy giảm. Gặp lại Man City trong một trận cầu quyết định cả mùa giải, đương nhiên chiến thắng là mục tiêu mà huấn luyện viên Mikel Arteta hướng đến. Chức cúp vô địch Premier League quả thực sẽ là dấu mốc mới và sẽ mở ra những thành công lớn hơn đối với sự nghiệp của thuyền trưởng người Tây Ban Nha. Thử tính xem nhé, nếu Arsenal thất bại trước Man City thì khoảng cách sẽ được rút ngắn xuống còn 2 điểm. Đó là chưa phải dấu chấm hết với pháo thủ, vì họ vẫn còn niềm tin Man City có thể xảy chân trong phần còn lại của Ngoại hạng Anh. Nhưng thực sự khó vì bao năm nay, The Citizen hiếm khi cầm vàng rồi để vàng rơi như vậy. Do đó ở trận chung kết này, pháo thủ sẽ phải kéo xuống thành lũy của Manchester với nhiệm vụ duy nhất bắn sập chiến hào đang được Pep Guardiola dày công xây đắp. Thực tế đây mới chỉ là trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 33, tức vẫn còn 5 vòng đấu đầy dẫy những tình tiết khó ngờ phía trước. Rất nhiều những kịch bản khó lường có thể xảy ra. Lấy ví dụ, mặc dù tiếp tục giành chiến thắng cho Arsenal, chưa chắc Man City có thể băng băng về đích trong trận đua cuối cùng. Hay ngược lại, dẫu có đoạt lại quyền tự quyết thì cũng chẳng có gì có thể đảm bảo rằng các học trò của Mikel Arteta không tiếp tục đánh rơi lợi thế. Tuy nhiên, điều dễ nhận thấy nhất là kết quả trong cuộc đối đầu đêm nay sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của cao thủ. Các tín đồ của giải đấu hấp dẫn nhất xứ sở sương mù chắc hẳn vẫn còn nhớ như in mùa giải 2013-2014. Cú trượt chân của Steven Gerrard đã khiến Liverpool đánh mất lợi thế như thế nào và những ảnh hưởng của nó đến với tâm lý của những người còn lại trong trận hòa 3 đều với Crystal Palace ra sao. Ở cuộc đại chiến lần này cũng vậy, tỷ số cuối cùng sau tiếng còi mãn cuộc chưa hẳn đã là sự kết thúc. Nhưng hơn ai hết, các chiến binh của Arsenal thừa hiểu rằng đó sẽ là một dấu chấm hết cho nỗ lực của cả mùa giải. Nói cách khác, nếu thua, thứ mà họ hứng chịu không chỉ là 3 điểm dâng cho đối phương mà còn là bầu không khí ảm đạm và đôi chân nặng trĩu trong 5 trận đấu cuối cùng. Nếu thất bại, đây đã là trận thứ 4 liên tiếp đội chủ sân Emirates không thể tận hưởng cảm giác chiến thắng và không ai có thể chỉ ra được làm sao để họ vực dậy tinh thần trong phần còn lại của mùa giải. Bóng đá là một môn thể thao mà chất lượng đội hình hay cách thức vận hành chiến thuật thôi là chưa đủ, mà ở đó tinh thần cũng là một yếu tố mang tính quyết định cho sự thành bại. Nhìn xa hơn, chưa bao giờ mà Arsenal ở gần chức cúp vô địch như ở mùa giải năm nay. Chưa bao giờ cái danh xưng mỹ miều chân mệnh thiên tử được gắn cho các học trò của Mikel Arteta lâu đến vậy. Vậy nên thất bại trong trận chiến sắp tới chẳng khác nào là một nhát dao sẵn sàng kết liễu tinh thần của các chiến binh sân cỏ, dù là giàu kinh nghiệm nhất, còn đây lại chỉ là những cầu thủ có tuổi đời còn rất trẻ. Công bằng mà nói, so với mục tiêu đặt ra từ đầu mùa thì đây vốn dĩ đã là một mùa giải thành công ngoài mong đợi của Arteta và các học trò. Điều cuối cùng mà các cổ viên của đội bóng Bắc London muốn thấy chính là những phút giây không đầu hàng ở trên sân bóng. Bởi dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa thì suy cho cùng, tinh thần chiến đấu hết mình của cao thủ mới là yếu tố để họ ghi dấu trong lòng của người hâm mộ. Vì vậy, thứ tinh thần mà các chiến binh áo đỏ sẽ phải mang vào trong trận chung kết sớm sắp tới không chỉ là chiến đấu vì 3 điểm, mà còn là niềm tin và sự kỳ vọng của tất cả những người hâm mộ cũng như của từng cá nhân, là sự khao khát mãnh liệt cần có cho trận cầu định đoạt của mùa giải này. Với các cổ động viên trung lập, nhiều người sẽ mong muốn Arsenal nâng cao chức cúp vô địch vào cuối mùa, nhưng sự mong muốn không đi đôi với sự xứng đáng nếu họ không thể hiện đủ bản lĩnh ở trận đánh quan trọng nhất của mùa giải. Hãy cùng chờ xem và biết đâu nếu Arsenal giành chiến thắng, chúng ta sẽ lại gặp nhau vào lúc trưa mai trên kênh bình luận viên Anh Quân Live thì sao nhỉ? Đó là nơi tôi sẽ trò chuyện với các bạn trong thời gian tới. Đừng quên subscribe nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.